Thủ tướng Imran Khan ra lệnh mở cuộc điều tra về vụ rơi máy bay. Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã ra lệnh mở cuộc điều tra ngay lập tức về vụ tai nạn rơi máy bay ở thành phố cảng Karachi, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 22 tháng 5 đã bày tỏ sự đau buồn và bàng hoàng về vụ tai nạn rơi máy bay xuống một khu dân cư ở thành phố cảng Karachi, miền nam nước này. Ông đã ra lệnh mở cuộc điều tra ngay lập tức, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Cơ quan hàng không dân sự Pakistan trước đó xác nhận thông tin chiếc máy bay chở khách mang số hiệu PK-8303 của hãng hàng không quốc tế Pakistan, PIA, chở 107 người đã gặp sự cố và lao xuống khu vực có dân cư sinh sống ở thành phố Karachi. Người phát ngôn của cơ quan trên, ông Abdul Sattar Kokha cho biết, chiếc máy bay mang số hiệu PK-8303 chở 99 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi. Mặc dù vậy, ông Kokha không đề cập tới các trường hợp thương vong sau vụ tai nạn này. Chuyến bay xấu số trên khởi hành từ thủ đô Lahore của Pakistan để tới thành phố Karachi. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ rưỡi sau khi máy bay cất cánh. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết chiếc Airbus A320 dường như đã cố tìm cách hạ cánh 2-3 lần trước khi đâm xuống khu vực đông dân cư gần sân bay quốc tế Jinnah. Quân đội Pakistan đã lập tức được triển khai tới hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn. Pakistani Fox and Fire Register the Residential Area near Karachi Airport where the PIA flight crashed this afternoon. Rescue efforts underway. Aditi Raji Konko Aditizo. Những hình ảnh trên đài truyền hình địa phương cho thấy những cột khói đen bốc cao tại hiện trường vụ tai nạn, trong khi xe cứu thương hú còn rền rĩ trên những tuyến đường dẫn tới sân bay quốc tế Jinnah. Hiện hãng sản xuất máy bay Airbus chưa đưa ra bình luận gì về sự cố trên. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Pakistan cho phép nối lại các chuyến bay thương mại sau thời gian phong tỏa đất nước do dịch bệnh COVID-19.